Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Big Bet dự đoán của thể thao văn hóa. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với trận đấu giữa Real Madrid và Levante ở vòng 21 La Liga. Cứ mỗi thời điểm tương lai của Zidane bị đặt dấu hỏi và Real Madrid đối mặt với những cuộc khủng hoảng về niềm tin hoặc phong độ là họ sẽ trở lại một cách ngoạn mục, giống như chiến thắng đậm trước Alaves cuối tuần trước sau hàng loạt những thất bại trên mọi mặt trận. Trận thắng không chỉ giải phóng áp lực cho đội bóng hoàng gia mà còn giúp những ngôi sao như Benzema hay Hazard tìm lại được vị trí của họ, đặc biệt là tiền đạo người Bỉ, người sẽ trở thành lá bài quan trọng của huấn luyện viên Zidane trong thời gian tới. Nhiệm vụ của họ lúc này chính là duy trì được sự ổn định, khoảng cách về điểm số với Atletico Madrid trong cuộc đua vô địch La Liga mùa này. Và quan trọng hơn, Real phải đảm bảo giành chiến thắng trước Levante ở vòng 21 khi được chơi trên sân nhà. Chúng ta đến với lực lượng của hai đội. Thời điểm này, đội trưởng Ramos sẽ tiếp tục vắng mặt vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Bên cạnh một số cầu thủ khác như Valverde, Nacho, Asensio không thể ra sân vì những lý do khác nhau. Nhưng sự chắc chắn của Militao và sự trở lại đúng lúc của Hazard và Carvajal chắc chắn là những tin vui về huấn luyện viên người Pháp. Trong khi đó, đội khách cũng không có được sự phục vụ của Campana, Doucouré vì chấn thương, trong khi Vucevic và Frutos để ngỏ khả năng ra sân, và họ sẽ phải hy vọng vào Roger Marti, người đã tỏa sáng trong trận đấu với Valladolid để gây khó khăn cho đội chủ nhà. Chúng ta đến với phong độ và đối đầu của hai đội. Chiến thắng trước Alaves mới là lần đầu tiên sau 21 ngày, Real Madrid mới giành được một trận thắng trên sân khách. Nhưng có lẽ như thế cũng là đủ cho một sự trở lại của nhà vô địch. Vì vậy, Levante khó có khả năng gây bất ngờ như hai chiến thắng trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội bóng. Chúng ta đến với tỷ lệ của trận đấu. Khi những ngôi sao như Modric, Hazard hay Benzema lấy lại được nhịp độ thi đấu và Casemiro vẫn là một chốt chặn tin cậy ở giữa sân, thì Real Madrid là đội bóng không thể đánh bại. Bên cạnh đó, Levante cũng không giữ được sự khó chịu và những pha phản công nguy hiểm như ở mùa bóng trước. Vì thế nên ngay cả khi tỷ lệ chấp khá cao như vậy, thì người chơi vẫn có thể đặt niềm tin vào đội bóng hoàng gia. Chúng ta đến với tỷ lệ tài xỉu của trận đấu. Chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Alaves vào cuối tuần trước đã gây một chút bất ngờ với những người hâm mộ Real Madrid khi hàng công của họ đã gặp khá nhiều vấn đề ở các trận trước đó. Nếu những Benzema và Hazard có được cảm giác ghi bàn tốt nhất, thì Real Madrid hoàn toàn có thể tạo ra một trận thắng đậm trước Levante và người chơi có thể chọn cửa tài ở trận này. Dự đoán của thể thao văn hóa Real Madrid Levante 3-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.